Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Xã Xệ này anh em ơi. Hôm nay thì ngày hôm nay là ngày gì mà không hiểu sao bọn mình làm nhiều món ngon em thế chị này. Chị lấy ghế. Mời các bạn ăn nhé. Đây, rất là nhiều đầy đủ món này. Đây là anh Dương đang ăn món mì gì đấy con? Cái ghế mẹ con đâu? Không biết là mì gì luôn các bạn ạ. Cô cha đấy. Ừ. Chú Bon cho bố hỏi nè. Hôm nay con ăn món gì đấy? Món đu đi ống trăng. À, đu đi ống trăng, ok, đu đi ống trăng. Đây nhá các bạn nhá. Đây là anh Nhất Anh nè. Đây món mì của mình nấu nhá. Món mì gì đây con? Mì bò. Mì cay. Mì bò siêu cay. Đấy, tối hôm nay thì có món là tràng gà này. Wow. Ăn cái thịt nướng này. Đây, cá chiên. Trời ơi, đồ gói nè. Mỗi người một ly nước. Nước ép sinh tố. Nước ép dưa hấu nhỉ? Ừ, đấy. Rồi, ok. Mời cả nhà chén thôi. Cần ăn cá mà. Cá ăn cá ngon lắm. Bà lấy con gà cho. Đấy. Bán rau chứ. Ăn nhiều rồi nhá. Đấy, cháu trai gấp cho bà nội đấy. Ôi giời ơi. Kỳ hóa quá. Đây con ơi, để quay sang đây cho bà ăn này. Các bạn ơi. Đấy, bạn Bon rất là nhố nhăng nha cả nhà. Rất là buồn cười. Đừng follow cho bố mình. Lại cả không follow nữa. Còn gì nữa không con? Còn gì nữa? Đừng cho bố mình subscribe. Đừng chia sẻ video. Follow với cả subscribe khác gì nhau mà hai mẹ con nhà này. Đừng chia sẻ cho bố mình. Thế thì rất là buồn, bạn Bon ạ. Rồi, bố cảm ơn bạn Bon đã thật lòng nhá. Bạn Bon rất thật lòng. Rồi. Toàn món ngon luôn. Con cắt cả đi, cầm cả đi con, cho cả lên ăn nè. Không thì con ra lấy kéo thôi. Đấy. Nào, xin mời. Thằng con dai chui sang đây để làm gì á? Đấy. Con đi sang kia đi. Gia đình Xã Xệ mời cả nhà nhá. Ăn đi ăn đi. Kéo đâu hết rồi bố. Mời chị ăn cơm. Ăn đi em ơi. Mời cả nhà ăn tối nha. Ăn đi con. Ăn đi con. Ba ăn cái này nhá. Ừ, vào trong đấy. Mấy này ngon rồi bà. Ngon lắm, cái đấy trong tương ớt này. Hôm nay ăn món gói rất là ngon. Cá,
làm rộng hơn nữa. Lần này hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Con như vậy. Cô Trang ơi, món này ngon thử. Nhìn mâm cơm ngon quá. Không được ăn. Hả? Dạ. Đẹp quá không được ăn. Gà gà. Lòi với cả tràng gà. Đấy, bà để đấy cho gần. Anh Dương ăn đi nhé con nhá. Con ăn cái này không? Ăn không? Con ăn thịt gì nè? Hết mấy cốc dưa hấu rồi. Hả? Con lấy đi. Một cốc bây giờ, một cốc kia. Nhất bạn uống hết một cốc này được á? Vâng. Thôi, cho chấm. Cái bát á. Bát đấy thì chén đây của anh đã ăn được. Em đang ngang quả chân, đỡ con đi vào đấy. Bát cũng không có. Đi đi đấy. Cái này á, mà mua bánh tỏ ở trong. Dạ, bánh tỏ nó hôm trước á. Dạ. Thì cũng có anh ngon. Thịt quá ngon luôn đấy, đây của bạn. Thịt ngon nào. Nhưng mà chiếc đồ này để mất. Có nghĩa là cái này ấy, để xong rồi đến lúc cái ngày buổi sáng ăn đi. Thì bỏ nó ra. Xin mời cả nhà nhá. Tự dưng một là bà bái đi hái đồng về không bán được hai bó rau xam luôn. Bà bái gọi biết tên con luôn. Thì ơi ăn rau không, rau sạch không? Cứ ở nhà xong cái mùa dịch này là cả hàng biết em. Bố lấy gì con? Cho con đồ lấy. Cái này dày thế nhỉ? Em có mua lá mọc. Mặt sau thì lá mọc em bốc luôn. Thôi, cái giày này cũng ngon. Nhưng mà nó dai rồi, có không bị giòn hết. Con ơi, con làm gì đấy? Thấy cái bệnh như này đúng không? Đúng rồi, giống tập đấy. Con đang làm gì đấy con? Đây là món thịt cuộn cả nhà. Mình cho hai miếng thịt ba chỉ nè, ít dưa nè, ít cà rốt nè. Bố ăn con cuốn nhau bố nhá. Không. Mỗi tôi là không có bún hoặc là bánh tỏ. Có thêm cái thịt quá ngon. Không ăn, người ta đi qua người ta nhìn ngang ra ngõ người ta bảo là bao món là cái này. Một miếng thịt hun khói. Rồi ăn đi. Thịt hun khói, cái bắp rất là ngon. Đi đâu rồi? Vào mày. Tôi đi mua cái đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống. Rồi quá còn chẳng vào là tắt cái đồ ăn đấy. Quên cả tắt xe. Bố về bắt đầu mới biết. Xong. Còn to như là leo cung đình luôn cả nhà. Cái này thiếu mỗi tôm với cả thiếu ấy đâu. Thiếu tôm với cả thiếu bánh phở hoặc là mít. Là thành luôn lem cuốn cung đình Huế. Nước chấm thì rất là ngon. Gì à, thằng bé. Thằng bé cuốn món gì ấy? Cả cũng được. Ăn kiểu này là ăn kiểu châu phi áo cả một tầng châu phi cơ. Nếu là úc anh thì lúc nào cũng vậy. Cô ăn đi. Cả nhà bu mình thì không biết ăn đồ tây. Chỉ có em. Đây không phải là tây đâu, toàn ta thôi, nhưng mà gói kiểu tây tây bu mình cũng không biết ăn. Cô ăn thì ăn đồ tây rồi. Ngon quá. Anh Dương chuẩn bị đem cơm đi con. Vâng. Ăn được phần đấy á? Ăn được phần đấy làm sao sống được á? Đấy em cho thêm. Đó. Đâu. Em không ăn hết đâu. Anh Dương với con mới lấy cho anh Dương một góc với á. Đấy. Thì con ăn cơm đi. Con ăn đi.
Cái này giòn dã man luôn. Cho con xuống dưới làm đi. Không gì đâu, hôm nay ăn ít đấy. Hay là quay ngại quá. Đĩa của con đâu? Đĩa để nói đâu? Ở đâu hôm nay quay ngại quá. Ôi, ăn thoải mái. Bà ngon rồi ạ. Bà ơi, kia ra là chỗ kia lấy chỗ dễ. Con sang bên kia ngồi lấy chỗ dễ. Con đây con. Đây là trứng nữa con. Con gì ạ? Nó tìm thấy to. Ôi, đây. Vậy là một bữa tối chinh chiến đã xong này. Vẫn còn thừa bao nhiêu là đồ luôn. Đấy, hôm nay món không hợp khẩu vị với cả bu của ông xã này à. Cho nên ăn một bát cơm, chắc tối lại pha gói mì, chắc con không biết cả nhà.